Hello anh em nhá. Sáu con đầu Toyota mới cứng được lên full hai loa nách hai bên, hai tu be đèn đằng trước, đầu ở giữa. Làm 6 con một lúc cho bà khách. Bây giờ test các thể loại cho bác luôn này. Radio. Đây là bản VIP sử dụng bảng mạch, ra thêm loa ngoài, ra âm ly các kiểu. Đấy. Đây là bản VIP là có đầy đủ bảng mạch. Cố gắng ăn uống đầy đủ chất, cân bằng. Đấy, là hai loa nách hai bên. Còn cả cái bản này là không sử dụng bảng mạch, mình chơi là hai loa nách hai bên, không chơi mở rộng. Rồi bây giờ test đầu tiên là test chức năng USB. Chó thì chim sẻ, trứng chim cút, rồi là vấn đề hải cầu. Bên em có bán một cái USB nhạc như thế này. Một cái USB nhạc như thế này bên em có bán là 350.000 một cái. Nó có 3.250 bài nhạc gì cũng có anh em nhá. Đây, bắt đầu test nhạc gì cũng có. Anh em mà lười thì có thể mua cái USB nhạc này về là nghe luôn cả năm. Khi mà anh đi khám ở các trung tâm nam học thì người ta sẽ kê thuốc cho anh tùy theo cái xét nghiệm về testosterone nó bao nhiêu. Cắm USB vào đây. Người ta sẽ sử dụng thuốc tân dược. Menu. Thế thì anh có thể sử dụng có chức năng USB. Chỉ vào USB. Kính chào toàn thể anh em đang nghe audio cả nước. Chào mừng anh em đã tới với kênh của Sơn Loa Audio, địa chỉ tại tòa nhà HH4C Minh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đến với kênh Sơn Loa Audio, anh em được chia sẻ nhiều đồ chơi về đầu CD ô tô, loa toàn giải, âm ly đè và các thùng loa bình dân đến cao cấp. Hãy liên hệ hotline 0988 434 435 để được gặp trực tiếp Sơn Loa. Giọt mưa đã tạo cho anh những cảm giác, đưa anh về với kỷ niệm xa xưa. Cùng với đêm mưa thì nhỏ, anh đã thao thức trằn trọc nhớ về anh, nhớ về anh. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng cao nỗi nhớ. Hai loa nách hai bên. Bên em có bán CD nha, combo mua 10 tặng 1 cũng ngon bổ rẻ. Anh em có thể mua CD nha. Test đĩa. Nó đọc, em mở cho anh em bài 4 đi. Đấy. Rất nhiều chức năng USB, đích, radio, Bluetooth. Chỉnh đồng hồ. Đấy, giờ giấc. Đi gần, cộng bài. Đồng hồ. Ngày tháng. 2022 tháng. 12. 24. Bây giờ là 10:39. Thôi thế là thôi, là thế rồi.
10. Ba trăm năm mươi ngàn một cái USB chứa 350 cái CD rồi. Anh em có thể mua USB để nghe cả năm, hoặc anh em nào thích nghe đĩa, thích nghe đĩa thì cũng có. Bên em CD rất nhiều, CD và cassette rất nhiều, anh em có thể chọn mua CD. Đấy. Bây giờ em sẽ lấy đĩa ra, lấy đĩa ra. Test con này xong em test rút USB ra nhá. Đây, rút USB ra. Bây giờ cứ giữ này là nó tắt nguồn hẳn này. Đó. Còn bây giờ em sẽ rút điện ra, cắm sang con này, sắm sang cả cái con 50 con này. Test tiếp con thứ hai. Thì là em thì có thông tin thì bảo thuốc thì được tuyến này mà uống vào là rất dễ sinh ra cái chuyện là yếu sinh lý. USB này. Là báo cáo chính là em này em cũng chưa bị, nhưng mà cái này là thực nói chung là cái câu chuyện vợ chồng là em không mong muốn cái chuyện xảy ra ấy. USB này. Menu này. Em hỏi bác sĩ như vậy thì chọn USB này. Kính chào toàn thể anh em đam mê audio cả nước. Chào mừng anh em đã tới với kênh của Sơn Loa Audio, địa chỉ tại tòa nhà HH4C Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đến với kênh Sơn Loa Audio, anh em được chia sẻ nhiều đồ chơi về đầu CD ô tô, loa toàn giải, âm ly đè và các thùng loa bình dân đến cao cấp. Hãy liên hệ hotline 0988 434 435 để được gặp trực tiếp Sơn Loa. Rồi, mở một cái bài Ai cho tôi tình yêu nhá. Nhạc vàng. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Tôi xin nắm vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là danh sách bài hát này. Đây là chữ trôi này. Tìm bài này. Tìm bài clip này. Nhiều bài lắm. Người đi đi ngoài phố này. Tuấn Vũ nha. Tét đĩa thì cũng tương tự thôi, bỏ đĩa vào thôi. Tiếng này, volume này 2/3 tiếng âm lượng. Như một cái đài. Người đi ngoài phố, chiều nắng rớt lên sân. Người đi ngoài phố, nhớ dáng xương mình mong. Cành nghĩa đã chiều công viên. Ngày xưa đã biết rồi. Người đi ngoài phố trường ngỡ vơ. Người đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng vũ người yêu ơi còn đâu, còn đâu. Tình duyên đã tay nhau từ đây nghe nước mắt vay quanh biết lỡ yêu thương sẽ đau thương suốt cả đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành viên mong ước. Mấy khi tình đầu kết tròn mong đâu. Làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm ta thành phố cũ. Người yêu còn đâu, giờ đây xin giao từ. Anh em có nhu cầu đồ chế đầu đài CD ô tô thì liên hệ em Sơn Loa Audio tại địa chỉ tòa nhà HH4C,
phường Quan Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ngoài việc đầu đài CD ô tô thì em Sơn chuyên các đầu băng cối tự hành, băng cối xương nhôm, nói chung các thiết bị audio và nhiều đồ chơi công nghệ khác như CD, băng cassette, băng cối, nói chung thường vàng hà cám gì cũng có đam mê hết anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở các clip lần sau.